hồng tơi, hái hồng tơi. Sâu nghe sâu bụi về nào phía trong cây trong cây phía trong nhiều sâu thế này mua không ta? Đây. Cái ô dền. Ngoài là có. Đây bằng lăng ngay cả nhà, bằng rất là đẹp. Đâu đủ. Bây giờ. Chuối. Cái gì khổ qua qua gừng hái nó luôn đi hái ít luôn lộn xộn không sao kệ nó sao ở đây gừng nghe cả nhà cái đậu đủ trái quá trời trái chuối khủng hai lò lò gừng có hai
chồng ở bên kia. Đây mặt hàng đó nha. Ở đây có hủ qua nè mẹ, ồ cái ớt quá trời trái mà mình không để ý tới nó. Ồ ồ cái ớt quá trời trái luôn. Ớt mẹ nha. Đỏ trời. Hai mét ớt luôn nè. Cái lá này nè bạn, lá ăn ngon, lá nghệ. Máy lọc lụ đường. Nè. Này luộc chấm ngon. Ớt sầu ngon thơm, mấy cái nhánh nó sầu nó héo trơn thôi à. Đó con đọt đấy em, nó đọt trong hái mấy cái đọt khủ quá luôn. Đây là mặt hàng cái nha, mặt hàng. À. Đúng, anh chua là ok. Cái thích thôi mẹ, thích đi, ai đủ ăn. Để mai mốt gái ăn cái nữa, ăn nhiều quá vô ăn. Chảo chín đỏ trời. Thôi được rồi nè. Đi ngồi dòng nhập đó. Dòng nhập đó. Buồn trang cái này, rất là đẹp. Hả? Đây ngoài cũng trồng được mớ mai này. Trời ngày hôm nay không mưa bão cho nên là nguyên ngày hôm nay là tối mịt hết trời. Mới rau rồi đó nha, mình đi rửa rau. Ớt rồi giờ mình nhúng lửa mà luộc rau với mình chiên mất khô lên cơm chiều luôn đó nha. Không biết ở nhà biết sao luôn cái trồng cao su nữa nha. Thank you.
khô nữa nha, mình chưa khô nha. Đây, tôi vô đây nè. Chảo bây giờ cũng đã nóng rồi nha. Khô này khô gì ta? Có sợ là khô khách chỉ. Khô chỉ. Khô chỉ nữa nha. Hết nổ. Khô bằng mình giờ cũng đã chín nè nè, dở nó ra nha. Khô này rất là nhanh chín nè. Wow, cháy. Thơm này, khô này có tẩm ướp gia vị hết rồi. Nước rất là nhanh chín. Trở qua trở lại là trở lại ăn được. Chị khô mình cũng đã xong rồi nha cả nhà. Giờ có nước để mình luộc rau rồi cả nhà. Nước luộc rau rồi cả nhà. Giờ nước cũng đã sôi rồi cả nhà, bỏ rau đi nha. Rau nó chín rồi cả nhà. Ra mình nhận đã xong rồi.